Chào các bạn. Hôm nay mình đang thâu thử cái OBS, cái software OBS. Mình có thể mình làm livestream ở trên YouTube. Nhưng mà hôm nay mình muốn cái thử là bây giờ hình ảnh là mình thâu được rồi. Livestream là được rồi. Nhưng mà mình đang thử cái âm thanh. Thì mình sẽ thâu direct từ trong cái mixer qua cái laptop. Mà mình đi qua cái đường dây là UBS, không anh? Mình sẽ cắm từ UBS đưa vào trong laptop để rồi để mình khi mình thu xong rồi mình muốn nghe lại cái âm thanh có nó có bị vấn đề gì không. Rồi bây giờ mình sẽ hát thử một bài nhạc nha. Rồi giờ em bắt đầu ha, hy vọng là thành công. Bài mẹ ạ, con dâng lời cầu nguyện. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng reo, con say sưa lời ca chào. Ave Maria, con dâng lên mẹ lời mừng. Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ tươi hơn muôn. Đây là tháng năm tháng hoa, thành đã dâng hoa cho Đức Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi trời ngập nắng hồng, bình minh yên vui trời đông. Xin nghe con cầu khấn cho nhân dân Việt Nam được luôn sống dưới thanh bình. Maria mẹ hiền từ, xin đưa tay gìn giữ cơn gian nan dần qua, đoàn con im vui gần xa. Tháng phân côi mình phải xin năng lần chuối dâng lên mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria. Qua bao năm lạc loài rồi, bao đêm sương mờ tối, Maria mẹ ơi, hồn con héo úa ra rời. Con trông lên mẹ diệu dàng, ôi sao mai bừng sáng. Thank you.